Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình mới nhặt được một cái đèn pin đội đầu ở ngoài bãi rác các bạn ạ. Thì mình thấy cái đèn pin này là vẫn còn cái nhân led này. Cái nhân quả bóng led này thì vẫn còn sáng các bạn, mình đã thử rồi. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với bạn cách để chúng ta có thể độ chế một cái pin điện thoại vào cái đèn đội đầu này. Tức là mình sẽ chế cái cục pin từ cái điện thoại. Từ những cái điện thoại cũ các bạn có những cục pin dư thừa ra như thế này thì mình sẽ chế vào cái đèn pin đội đầu này. Ở đây thì mình sẽ sử dụng thêm một cái mạch sạc 18650. Các bạn có thể sử dụng cái mạch sạc này như hình ảnh mình đã để ở đây cho các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng thêm một cái công tắc gạt. Tại vì cái đèn pin đội đầu này mình nhặt về thì không có công tắc các bạn. Mình sẽ phải chế thêm vào. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đấu nối cho các bạn xem nha, và mình sẽ để sơ đồ cho các bạn. Sau khi nối dây xong thì mình sẽ lắp cái công tắc gạt này vào đây. Các bạn có thể làm theo cái sơ đồ mà mình đã đưa ở trên cái màn hình các bạn. Là các bạn có thể làm được. Rồi mình tiến hành lắp đặt cái công tắc gạt này vào đây nha các bạn. Sau khi đã tiến hành lắp đặt công tắc gạt thành công thì mình sẽ nột cái băng dính hai mặt này ra đây và mình sẽ dính nó vào. Cái cục pin này thì mình thấy nắp vào cái đèn pin đội đầu này thì rất là vừa vặn các bạn, vừa từ cái khung của cái đèn pin đội đầu loại nhỏ như thế này. Nắp một cái cục pin điện thoại có dung lượng cao một chút thì hoàn toàn có thể nắp được. Còn cái phần mạch này thì mình sẽ sử dụng keo nến và mình sẽ gắn vào đây như thế này. Tận dụng luôn cái nốt vỡ làm cái khe hở cắm sạc điện thoại. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành bơm keo này vào đây nha các bạn. Và mình sẽ dính vào. Sau đó là mình sẽ thử bật công tắc cho các bạn xem đèn liệu có sáng hay không nha. Rồi, sau khi mình đã tiến hành gắn xong cái mạch này trên cái cục pin này, mình sẽ thử cho các bạn xem cái đèn pin này nó có sáng hay không. Đó, các bạn thấy đây. Cái đèn pin này mình thấy nó sử dụng nguồn điện rất là ít các bạn ạ. Tầm khoảng từ 3,7V cho tới 4,2V là đã sáng được cái bóng led này rồi. Như vậy là chúng ta đã có thể hoàn toàn tái chế được một cái đèn pin tưởng chừng như bỏ đi như vậy mà có thể tái sử dụng trở lại. Đấy các bạn thấy không? Rất là đơn giản. Còn cái mặt này thì mình nghĩ là mình sẽ kiếm một cái miếng bằng cao su mình sẽ đậy lại sau. Đó, như vậy là mình đã tái chế xong một cái đèn pin đội đầu mà người ta đã vứt ở ngoài bãi rác nha các bạn. Các bạn có thể hoàn toàn tái chế theo cách này. Các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè những cái video bổ ích như thế này. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.
Bye bye.